Trần Dung, giám đốc nhân sự Mekong Capital vừa nhận ghế sau gần 2 năm bị bỏ trống. Thông tin cá nhân về bà Vương Thị Huyền Nga được công bố rằng bà có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự quốc tế. Bà Nga còn có kinh nghiệm về các dự án chuyển đổi tổ chức quy mô lớn. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quy trình thu hút và phát triển nhân tài tại Mekong Capital. Theo như kinh nghiệm trong 16 năm từ 2006 đến 2013, bà Huyền Nga đã tích lũy khá nhiều lĩnh vực như tuyển dụng cấp cao, tư vấn nhân sự, tư vấn kinh doanh, khai vấn lãnh đạo và khai vấn doanh nghiệp. Thêm vào đó, bà còn là lãnh đạo doanh nghiệp tại các quốc gia của nhiều công ty toàn cầu như Oser Bernson, AGF, Agilscope và các doanh nghiệp lớn có tên tuổi như Vingroup, Talonit, Equest. Từ tháng 3 năm 2024, bà Nga đã gia nhập và dẫn dắt đội ngũ nhân viên tại Mekong Capital. Với những thành quả nhất định, nên bà được bổ nhiệm vào làm giám đốc nhân sự.